xin chào tất cả các bạn mình là eric home trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta dùng cái private Route đối với thằng react nha Cụ thể ở đây thì ở trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã làm cái hiệu ứng chuyển câu hỏi như thế này. Tuy nhiên rằng là ở đây thì đang tồn tại một cái bức như các bạn đối với những câu hỏi nào ấy mà các bạn đã chọn rồi thì chúng ta không di chuyển lại các bạn này. Mình đang ở câu hỏi thứ năm đúng không nào? Mình click thì nó chuyển câu hỏi thứ tư. Tuy nhiên rằng là mình click vào câu hỏi thứ hai nó không chuyển các bạn này. Thì bước chúng ta gặp phải để chính rằng là đối với những câu trả lời đã được trả lời rồi ấy, thì chúng ta có hàm return ở đây. Thành ra rằng là cái hàm gọi là prop này các bạn này các bạn sẽ cắt cho mình nhé. Các bạn sẽ di chuyển lên đầu hàm cho mình. Đấy, đấy rồi như vậy thì nó sẽ hết bấc thôi thì đây chính là một cái bấc khá chi gọi là một cái gọi là một cái lỗi của mình hôm trước thì mình không để ý chúng ta chưa test kỹ đấy các bạn bây giờ các bạn quay trở lại này đây này các bạn nhấn thì bây giờ nó ok con dây rồi nha chúng ta đã gọi là đã chọn được câu hỏi gọi là nó đã đổi thoải mái rồi bây giờ thì mình muốn minh họa trường hợp thứ hai thì chính là khi ở đây các bạn này thì à, trường hợp thứ hai đây chính là là các bạn thấy rằng là hiện tại các bạn à, các bạn đăng nhập rồi thì chúng ta sẽ gọi API chúng ta đã lấy được tuy nhiên rằng là chúng ta chưa có chức năng logout này cũng như rằng là hiện tại thì cái việc mà các bạn đăng nhập được ấy, thì bản chất của vấn đề để chính là là các bạn sẽ click cho mình cái tab application ở đây các bạn này ở bên trong local storage chúng ta đang lưu data của thằng Redux thành ra rằng bây giờ nha các bạn sẽ xóa cho mình các bạn xóa đi đây các bạn nhấn chuột phải và các bạn chọn delete cho mình này thì à, khi các bạn xóa ấy thì thực chất rằng là nó chưa refresh ở đây các bạn click ra ngoài các bạn click lại thì nó đã mất rồi các bạn này thành ra bây giờ nhá mình sẽ refresh lại trang các bạn sẽ nhìn này thì khi chúng ta refresh lại trang ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ gọi là không có một cái quyết nào lý do chúng ta không có một cái quyết nào ấy, bởi vì rằng là bên phía thằng network này các bạn này các bạn sẽ thấy rằng là cái API của chúng ta đã bị lỗi để chính là not authenticated the user bởi vì rằng là chúng ta không truyền lên cái token mà Thành ra rằng ấy, bây giờ mình muốn rằng là cái gọi là cái đường link này các bạn này, khi người dùng chưa đăng nhập các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có nút login ở đây. Thì đối với hai cái route gọi là user và admin ấy thì khi người dùng chưa đăng nhập thì mình sẽ không cho vào nha các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ điều hướng người dùng về cái trang login. Ok chưa nào? Tức rằng là chúng ta sẽ điều hướng về đây thì để làm điều đấy thì cá nhân mình thì mình cũng không biết làm đâu đây là chia sẻ thật của mình bởi vì rằng là mình chỉ đi copy paste thôi thế ra rằng là để làm đấy các bạn các bạn sẽ google cho mình react router này và v6 các bạn sẽ cho mình là v6 nha chúng ta dùng v6 thì nó khác với version 5 thế ra rằng là các bạn sẽ cho mình một cái để chính là private route đấy à chúng ta có từ để chính là private route hay rằng là cái từ protected đây các bạn thì các bạn sẽ cho mình một cái từ như thế này Bây giờ thì chúng ta sẽ lên Stack of Flow các bạn đọc nha thì hoặc rằng là các bạn có thể đọc cái thằng topic này cũng được này Cả của ông này thì viết cũng được thôi. Thì à, hoặc rằng là các bạn có thể đọc ở dev.to cũng được này Chỉ có một điều rằng là mình khuyên các bạn rằng là các bạn đừng đọc tiếng Việt thôi đấy, rồi. Thì à, để protect ra thì rất là dễ, dễ thôi, đấy chính là, là ở phía phần element này các bạn này Đây chính là cái ra của chúng ta nó cũng đang lái như thế này đúng không nào Tuy nhiên rằng là để protect ra ấy thì ở ngoài này các bạn này Ở đâu nhỉ, mình sẽ lăn chuột xuống dưới nhỉ, xem xem rằng là nó dùng cái gì nào Ờ, nó có một cái commoner như thế này mình sẽ check 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 check, check. đây các bạn này thì à, bản chất của vấn đề đấy chính là, là trước khi mà các bạn vào tới commoner của chúng ta ấy, chúng ta có một cái commoner bọc ngoài thôi mà thì như vậy rằng là cái commoner này này cái commoner này ấy, nó sẽ quyết định được rằng là các bạn có đi tiếp tới thằng con hay không hay rằng là các bạn chỉ tới thằng này thôi thì ở đây thì à, mình muốn show cho các bạn thấy được gọi là cách chúng ta làm thôi còn bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành thì các bạn sẽ vỡ ra thôi mà nó cực kỳ dễ luôn rồi, bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng của chúng ta các bạn này. Bên trong cái gọi là bên trong cái component của chúng ta, chúng ta đang có những cái cây component như thế này. Thì ở bên trong này thì sau này thì chúng ta sẽ có một cái thư mục đấy chính là thư mục route Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái thư mục nha. Mình sẽ new folder, mình sẽ đặt tên nó là route đi nha các bạn này. Route, để rồi. Bên trong này thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là new file, mình sẽ đặt cho nó đây chính là private route, để rồi. .js để rồi. Thì bên trong này thì khi mà các bạn học đến đây, trước tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái con sự tự private route này một cái private ra chính bằng một cái arrow function có một cái prop này. Thì uh, chúng ta học ở đây thì uh, có một khái niệm đấy chính là children. Uh, bạn nào mà chưa biết về cái children ấy thì uh, mình recommend cũng như rằng là mình khuyên các bạn nên học khóa React nâng cao của mình thì mình sẽ đề cập chi tiết hơn. Còn ở đây thì uh, lát nữa thì mình sẽ gọi là miêu tả chi tiết hơn cho các bạn này. Thì uh, đối với thằng private ra của chúng ta bên trong này, trước tiên thì uh, các bạn sẽ return cho mình một khối deep nha. Uh, trước tiên thì chúng ta sẽ như thế này. Thì để học với thằng này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu hai khái niệm. Thì uh, ví dụ như thế này các bạn này, mình sẽ cho nó một cái function ở phía trên nha một cái con sư tử các bạn này à, mình sẽ cho nó ở đây thì mình sẽ viết riêng ra cho nó dễ tưởng mình đấy rồi thì à, mình sẽ cho nó một cái chữ là private round ở đây thôi đấy rồi đồng thời thì à, ngay tại đây các bạn sẽ cho mình một cái đấy chính là export default default của chúng ta để chính là private round xong như vậy rằng là mình đã có được cái common này rồi thì à, để học về cái thằng private round này này thì chúng ta sẽ cần phải biết một khái niệm đấy chính là children thì uh, children là gì thì uh, trước khi mà nói đến children là gì ấy, thì uh, bây giờ thì mình sẽ tạo cho nó hai cái component nhá mình sẽ tạo hai component nữa và mình sẽ đi test cho các bạn xem này thì uh, thứ nhất rằng là mình sẽ đặt là parent đi mình sẽ đặt cho nó là parent uh, thôi uh, đôi khi rằng là chúng ta đặt là parent đấy các bạn lại hiểu sai cái ý nghĩa của nó thành ra rằng là mình sẽ đặt là test đi uh, mình sẽ cho, <laughs> mình sẽ cho nó là test một nha các bạn test một js này mình sẽ đặt một cái tên như thế này trước tiên thì uh, các bạn sẽ cho mình một cái đây chính là test một nha chính bằng một cái arrow function bằng một cái arrow function các bạn sẽ cho mình prop đi Đấy rồi thì mình sẽ cho như thế này, con số tử này. con số tử return nha các bạn, return return. Chúng ta sẽ cần phải học về thằng này trước. Trước tiên thì mình sẽ có một cái là ameshi này các bạn này, à ameshi. Ở đây thì mình sẽ render ra một cái dòng text đấy chính là ameshi nha các bạn, ameshi test 1 này, đây rồi. Thì mình sẽ cho nó một cái dòng text như thế này. Thì để sử dụng nó thì rất là dễ thôi. Các bạn sẽ cho mình một cái để chính là export default. Default này test 1 này, đây rồi, test 1 đây rồi thì ở đây thì mình đã có cái common này rồi tiếp theo nữa thì ở bên trong thằng round này các bạn sẽ cho mình một cái file nữa nha các bạn sẽ đặt cho mình là chính là test 2 test 2 js để rồi thì các bạn sẽ quay ra thằng thằng này các bạn sẽ cắt ra c cho mình các bạn sẽ paste vào đây cho mình chúng ta sẽ thay cho mình để chứng rằng là, thằng test 2 các bạn này đấy rồi các bạn sẽ là cái gọi là test 2 và arm parent. parent đấy rồi thì trước tiên thì mình đã có hai cái common này thì bạn nào thì cũng gọi là cũng biết được cái này đúng không nào thì bây giờ lại có một vấn đề để chính rằng là, là ở đây thì mình sẽ tạo các bạn sẽ mở cho mình cái phần layout các bạn này bên trong phần layout mình sẽ cho nó một cái đường link nữa nha mình sẽ cho nó một cái đường link này các bạn này mình sẽ cho nó một cái đường link là test nha và mình sẽ gọi tới thằng test 2 các bạn lưu ý rằng là mình gọi tới thằng test 2 nha ở đây thì mình sẽ gọi tới thằng test 1 đi đấy rồi mình enter một cái nha các bạn chúng ta ở đây thì các bạn đừng gọi thằng test 1 các bạn sẽ gọi cho mình thằng private row đi chúng ta sẽ gọi cho nó một cái private row xong thì à, như vậy rằng là mình đã gọi tới thằng private route đối với cái đường link test này các bạn này Thì à, khi mà các bạn render private route nó chỉ có mỗi cái dòng chữ này thôi Bây giờ các bạn quay trở lại với ứng dụng của chúng ta ấy Các bạn sẽ cho mình một cái đường link là test Các bạn enter một cái các bạn này Thì à, ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái chữ private route như thế này Tức rằng là cái common private route của chúng ta nó được render rồi đấy Thì à, sau khi mà các bạn đã có được cái này rồi ấy Thì à, thứ nhất này Các bạn sẽ thấy một điều đấy chính là là thông thường ấy Các bạn hay gọi cái common như thế này Mình sẽ gọi tới thằng test 2 Đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có hai cách gọi component như thế này các bạn này, đây này. Thì đây chính là cách đầu tiên các bạn viết đầy đủ và cách thứ hai của chúng ta đây chính là là các bạn đóng tác như thế này. Thì khi nào chúng ta dùng cách đầy đủ và khi nào chúng ta dùng đóng tác như thế này. Trước tiên thì mình sẽ gọi cả hai cách các bạn sẽ nhìn nhé. Chúng ta ra ngoài màn hình ấy, bản chất của vấn đề đây chính là test 2 is not defined bởi vì rằng là ở trên này mình mình chưa import nha các bạn, mình sẽ import nha. Mình sẽ import này, import, import test này, mình sẽ gõ thấy nó gọi là enter một phát rồi. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl S cho nó lưu lại cho các bạn đây này. Thì bây giờ các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có hai cái component. Đây này, và nếu như rằng là các bạn inspect lên các bạn sẽ nhìn cho mình này. Thì chúng ta sẽ click sang cái tab gọi là tab component. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái component test hai ở đây các bạn này. Đây. Chúng ta đã có thằng này rồi. Đây chính là hai thằng con đúng không nào? thì ở đây nếu như rằng là các bạn dùng như thế này thì các bạn thấy rằng là tại sao mà người ta lại sinh ra hai cách như thế này có bao giờ các bạn nghĩ tới một tình trạng đây chính rằng là các bạn sẽ lồng cho mình một cái common vào bên trong không thì lâu nay thì mình đang dùng cho các bạn cách như thế này đúng không nào thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ dùng cách thứ hai để chính rằng là chúng ta lồng vào bên trong này các bạn này thì bên trong thằng test hai này bây giờ thì mình sẽ làm một điều như các bạn đây chính rằng là mình sẽ gọi thằng test một ở đây mình sẽ gọi thằng test một ở đây đấy, rồi mình sẽ gọi thằng test một đây xong thì đối với thằng test 1 đấy các bạn mình sẽ cốt kiểu này nhé các bạn thấy rằng là hai cách cốt khá chỉ là vui đúng không nào rồi mình nhấn Ctrl S các bạn này thì bây giờ các bạn nghĩ rằng là giao diện của chúng ta nó sẽ như thế nào giao diện của chúng ta nó vẫn có cái gọi là arm parent thôi nó không render thằng test 1 ở đây các bạn thấy rằng là thằng test 1 của chúng ta thì nó đang return cái này các bạn này nó đang return một cái deep như thế này thì nếu như rằng đấy các bạn phải hiểu một vấn đề là như thế này này việc mà các bạn định nghĩa common ở đây nó chỉ hiểu được thằng test 2 thôi còn khi này thằng test 1 của chúng ta nó nó đang được hiểu đây chính là children Tức rằng là nó đang được hiểu gọi là thằng test 1 Đấy chính là children đấy các bạn cái từ mình nói đây Children của chúng ta Một cái đứa children, một đứa trai, một đứa con của thằng test 2 Thì như vậy rằng là các bạn nhìn như thế này Chúng ta cũng biết được rằng là thằng test 1 là con của thằng test 2 Thì có một câu hỏi đặt ra rằng là trên giao diện của chúng ta Chúng ta không hề thấy thằng con, chúng ta chỉ thấy mỗi thằng cha thôi Thì cái thằng con này chúng ta thấy ở đâu Cái thằng con này các bạn này, việc chúng ta truyền như thế này thì không khác gì một cái prop đâu Thành ra rằng ấy, bên phía thằng 2 này các bạn này, bên phía thằng 2 các bạn sẽ vào cái thằng file test 2 cho mình này bên phía thằng 2 trước tiên thì các bạn sẽ con log cho mình nha, con đó log này, con log này. Uh, check prop đấy rồi. Uh, thực chất rằng là các bạn có thể check prop hoặc rằng là uh, ở đây thì mình sẽ in ra cả biến prop của chúng ta luôn, mình sẽ in ra cái biến prop của chúng ta này, đấy. Mình sẽ làm hai cái nha, Thứ nhất rằng là mình in ra ngoài màn hình này. Và thứ hai thì uh, các bạn sẽ click cho mình vào cái thằng test 2 các bạn này. Bây giờ ấy, các bạn sẽ nhìn cho mình này, đối với thằng test 2 nó có một cái prop rất chỉ đặc biệt đấy chính là sure các bạn này. Thì uh, cái vấn đề mình muốn đề cập tới các bạn đấy chính là cái prop đặc biệt này. Ok chưa nào? và nếu như rằng là các bạn check cái qua console đó lock ấy, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là cái children của chúng ta đây các bạn này thì à, tại sao mà nó lại có một mã như thế này một cái mã text như thế này đây chính rằng là, là đây chính là tượng trưng cho một phần tử của react nha các bạn không phải là một phần tử html đâu các bạn sẽ nhìn cho mình này đây này nó nó có một cái tên đấy chính là react element thì khi mà các bạn dùng cái thằng react element ấy, thì chỉ có mình thằng react nó hiểu được thôi cái thằng html thuần nó cũng không hiểu được đâu các bạn trong video lần trước thì chúng ta tìm hiểu về thằng ref Đấy các bạn thì thằng ref là thao tác với html bên này các bạn này còn chúng ta ở đây thì chúng ta đang thao tác với gọi là phần tử của thằng React thì đây chính là một bước trung gian nha các bạn Thì như vậy các bạn có thể hiểu rằng là cái thằng children của chúng ta chúng ta đang có một cái thằng children Cụ thể ở đây thì nếu như rằng là các bạn xem kỹ ấy, thì chúng ta có rất nhiều cái tai này cũng như là key ấy. các bạn có thể xem này name của chúng ta là test1 Thì như vậy các bạn có thể biết được rằng là chúng ta đang có một cái children tên là test1 đúng không nào Thành ra rằng ấy thì thay vì cái chữ am này, mình sẽ cho nó một cái dip nữa nha các bạn. Các bạn sẽ nhìn nha. Bên trong cái dip này thì mình sẽ làm một điều rất là đặc biệt đấy chính là là mình dùng cái dấu gọi là dùng cái dấu thằng, của thằng React này. Đồng thời thì mình sẽ cho nó một cái prop và mình sẽ gọi tới children. Đấy rồi mình sẽ gọi tới children của chúng ta. Xong. Bây giờ thì mình sẽ gọi như thế này và các bạn sẽ nhìn cái giao diện render của các bạn này ngay lập tức mình đã có cái thằng trai ở đây rồi thì đây chính là cách các bạn truyền prop từ cha xuống con tuy nhiên rằng là chúng ta không truyền dữ liệu mà chúng ta đang truyền một cái common nha các bạn thì việc mà các bạn truyền một cái common ở đây thì chúng ta bắt buộc phải thông qua một cái keyword có tên là children thì về cái kỹ hơn về cái thằng children này thì các bạn có thể xem ở cái quá rate nâng cao của mình còn ở đây thì mình đang minh họa cho các bạn thấy rằng là tại sao chúng ta có keyword children này cũng như rằng là nó dùng để làm gì nha các bạn khi mà các bạn muốn truyền một cái common từ cha sang con ấy tức rằng là các bạn muốn lấy đầu vào của chúng ta là một cái common chứ không phải rằng là một cái data thuần túy nữa thì chúng ta sẽ dùng cái children này ok chưa nào thì như vậy rằng là mình đã giải thích cho các bạn gọi là về cái children rồi đúng không nào cũng như rằng là các bạn thấy rằng là cú pháp khai báo của nó khá chỉ là dị đúng không nào common này lại bọc trong common thì việc mà các bạn thấy nó dị ở đây ấy, đấy chính là là các bạn nhìn topic này các bạn này các bạn nhìn cho mình này thì bản chất của vấn đề đây này nó đang bọc một cái commoner các bạn này bên trong nó là một cái commoner nữa đấy thành ra rằng là các bạn hiểu rằng là commoner home này này nó chính là children của thằng này đúng không nào ok chưa nào thì bây giờ thì để giải quyết cái vấn đề của chúng ta thay vì mấy thằng test 1, test 2 đây các bạn này thì những thằng con nào mà truyền cho thằng private round chúng ta sẽ cho render ở đây như vậy thì giao diện của các bạn nó sẽ được bảo vệ thôi. thì để cho nó cụ thể nha các bạn. trước tiên thì mình chúng ta sẽ quên đi cái việc test 1, test 2 nha các bạn. các bạn sẽ quên đi những thằng này. thì việc đầu tiên các bạn làm ấy thì bên trong thằng này này các bạn sẽ console log cho mình console log nha console log này check prop nha check prop đấy rồi. thì trước tiên thì mình sẽ in ra biến prop ở đây. chúng ta sẽ có một biến prop này đấy rồi. thì bên trong thằng này thì chúng ta sẽ làm cái gì? bên trong thằng này thì sau khi mà các bạn đã có thằng này rồi, ấy, các bạn sẽ quay lại cho mình cái file layout nha. mình sẽ tắt bớt những cái thằng không cần thiết này các bạn sẽ quay lại cho mình cái file layout ví dụ như rằng là đối với cái đường link gọi là đối với đường link user của chúng ta các bạn này đây chính là cái đường link user của chúng ta đúng không nào cũng như rằng là chúng ta có một cái đường link đấy chính là đường link admin của chúng ta ở đây thì ở đây thì thay vì cái đường link user này các bạn này mình sẽ bảo vệ cái đường link user của chúng ta thì thay vì việc mà các bạn dùng cái thằng list như thế này các bạn này các bạn thấy rằng là chúng ta đang gọi tới thằng list quit, thì các bạn sẽ gọi cho mình tới thằng private ra các bạn sẽ bọc ngoài cho mình chúng ta sẽ gọi tới thằng private ra đấy rồi right thì đối với thằng list quick này các bạn sẽ bọc cho mình nhé, đây các bạn sẽ bọc vào bên trong cho mình, đấy xong, thì sau khi mà mình đã làm như vậy, các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ cái thằng list quick của chúng ta chính là thằng con của cái thằng private raw của chúng ta đúng không nào, đấy rồi, mình sẽ nhấn ctrl S cho nó lưu lại các bạn này, bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại, các bạn sẽ nhìn cho mình này. Nếu như rằng là mình nhấn, mình sẽ quay lại trang chủ của chúng ta nhé, mình sẽ quay lại trang chủ của chúng ta, các bạn sẽ nhìn này Thì khi mình quay lại trang chủ ấy, thì mình nhấn vào cái thằng user các bạn này Ngay lập tức thì chúng ta đã sang cái thằng user Tuy nhiên rằng là khi các bạn sang thằng user ấy, các bạn đang bị trống không màn hình của chúng ta này, chúng ta chẳng có cái gì cả đúng không nào Đồng thời thì các bạn nhìn cho mình này, đồng thời thì chúng ta đã có một cái prop children các bạn này, bên trong này này, chúng ta đã có thằng children của chúng ta đúng không nào? Nếu như rằng là các bạn click tiếp này, đây này chúng ta là react element này. Thì đồng thời thì chúng ta có rất nhiều cái tham số ở đây, tuy nhiên rằng là chúng ta không cần quan tâm đúng không nào? Thì như vậy các bạn có thể hiểu rằng ở đây thì chúng ta đang có một cái thằng children, tuy nhiên rằng là chúng ta chưa dùng. Thì để render ra thằng này để các bạn thì như hôm trước ấy thì như lúc nãy mình vừa demo ấy, có phải rằng là các bạn sẽ dùng keyword để chính là prop.children đúng không nào? thành ra rằng là bên trong cái deep này các bạn này thay vì việc các bạn dùng cái deep ấy các bạn sẽ cho mình một dấu fragment để cho nó không phải render thừa thãi những cái phần tử chúng ta không mong muốn thì bên trong này các bạn sẽ cho mình đấy chính là prop.children thôi nó chỉ ở dễ như thế này đấy rồi mình sẽ render cho nó thằng prop.children sau khi mà mình đã trả như thế này này các bạn sẽ quay trở lại các bạn sẽ thấy rằng là cái quýt của chúng ta nó quay trở lại rồi các bạn này thì như vậy các bạn có thể hình dung ra được rằng là việc mà các bạn bọc bên này các bạn này việc mà các bạn dùng cú pháp như thế này thì để render ra thằng con ở đây thì bắt buộc ở thằng cha chính là ở thằng này các bạn này bắt buộc ở thằng cha các bạn sẽ cần phải dùng cho mình cái keyword để chính props children thì như vậy thì nó sẽ tự động render cái thằng con vào bên trong này ok chưa nào thì bây giờ ấy, sau khi mà các bạn biết được rằng là đây chính là cách nó render đúng không nào thì chúng ta sẽ làm một điều kiện để chính rằng là, là trước khi mà các bạn render ra thằng con ở đây chúng ta sẽ cần phải check nếu như rằng là người dùng đã đăng nhập rồi thì các bạn sẽ cho render ra thằng con còn khi mà người dùng chưa đăng nhập thì chúng ta không cho render ra thằng con ok chưa nào Thế ra rằng ở đây các bạn sẽ cho mình một biến nhá. Thì để sử dụng được nó ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng thằng thằng Redux như các bạn bởi vì rằng là data người dùng chúng ta lưu vào bên trong thằng Redux mà. Cụ thể ở đây thì các bạn sẽ quay lại cho mình cái common header nhá, bên trong thằng header này các bạn sẽ click vào đây. Chúng ta sẽ lấy ra hai biến như các bạn đây này, chúng ta sẽ lấy ra cái biến đấy chính là is the authenticated nha. các bạn sẽ copy cho mình cái dòng này. Các bạn sẽ quay lại private route cho mình ngay bên trong này các bạn này. Đấy. Sau khi mà các bạn đã copy được cái này rồi thì chúng ta sẽ cần phải import cái gọi là use selector như các bạn nhá. Mình sẽ cho nó một cái đấy chính là import cái thằng chúng ta sẽ import cái hook này. Mình các bạn sẽ xóa cho mình một chữ thôi rồi các bạn nhấn Ctrl cách cho nó gợi ý các bạn này. Đấy các bạn enter một cái thì ở đây thì chúng ta không cần phải gọi là các bạn xóa cho mình cái đoạn này đi, chúng ta gọi là import từ cái thằng react redux thôi sau khi mà chúng ta đã có cái thằng này rồi các bạn này các bạn sẽ cho mình một cái điều kiện nha nếu mà if if cái gì nếu mà chúng ta có một cái dòng if thì uh, các bạn sẽ cho mình một cái uh, chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ cho nó một điều kiện này nếu mà is authentic nếu mà chưa authenticate được các bạn is được nếu mà chưa chưa có authenticate được các bạn này thì uh, ở đây các bạn sẽ cho mình một cái để chính là, là chúng ta sẽ cần phải cho nó gọi là Uh, các bạn sẽ cần phải cho người dùng đá về cái trang uh, chúng ta sẽ đá người dùng về cái trang um, trang login đúng không nào? Thì để đá người dùng về trang login ấy, các bạn sẽ cho mình một hàm nhá, đấy chính là con sư tự này. Chúng ta sẽ import cái hook gọi là navigate này các bạn navigate này. Đấy rồi. Uh, bằng bằng cái gọi là use navigate nha Đấy rồi, enter một cái các bạn này. Thì uh, khi mình enter một cái thì nó đã import cái hook của mình từ cái thư viện react router dom rồi. Thì nếu như rằng là người dùng chưa đăng nhập thì các bạn sẽ navigate cho mình nhá, chúng ta sẽ đá người dùng về cái trang login xong. Còn trong trường hợp mà người dùng đã đăng nhập rồi thì nó sẽ chạy tiếp nha các bạn, nó sẽ tự động render ra cái thằng children cho các bạn thôi. Mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Thì uh, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem xem rằng là chúng ta có một cái lỗi gì không nha Mình sẽ refresh một cái các bạn này. Thì đây chính là khi người dùng chưa đăng nhập các bạn này. Thì uh, ở đây các bạn có thể thấy rằng là chúng ta vẫn gọi API thì uh, thằng quit này thì uh, chúng ta tại sao mà cái cái đoạn này của chúng ta nó chưa nó chưa ăn nhỉ? Thì uh, ở đây thì mình sẽ console log như các bạn console log này. Console log uh, check Uh, check. mình sẽ check cái biến này của chúng ta xem xem rằng là tại sao à mình biết tại sao mà chúng ta uh, ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái return nha return ở đây thì uh, các bạn sẽ return cho mình một cái fragment rỗng nha thì uh, ở đây thì uh, mình sẽ gọi là in luôn cái gọi là cái is authenticated này mình sẽ check xem xem rằng là biến này của chúng ta là giá trị là như thế nào nha thì uh, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại xem xem nào chúng ta có một cái à, rồi thì, uh, ok mình sẽ gọi là check của chúng ta bằng for các bạn này đấy rồi thì có vẻ như rằng là không phải do code của chúng ta lỗi đâu các bạn Các bạn sẽ off cho mình cái đoạn này nhé Các bạn sẽ off cho mình đoạn return này đi Rồi Thì à, bây giờ thì mình sẽ xem xem nào Chúng ta sẽ cần phải quay lại Mình sẽ cần phải quay lại cái trang chủ của chúng ta nhé Mình nhấn enter một cái các bạn này Thì à, bây giờ thì mình sẽ cần phải nhấn vào chữ user Rồi Thì à, mình đã hiểu được vấn đề tại sao mà chúng ta gọi là chúng ta chưa render được các bạn ạ Lý do chúng ta chưa render được ấy Bởi vì rằng là Khi mà các bạn navigate vết như thế này các bạn này Thì nó vẫn đang chạy cái hàm return này đúng không nào Thành ra rằng ấy, chúng ta sẽ cần phải có một đoạn return như thế này Tuy nhiên rằng là đối với cái hàm return này nó sẽ bao lỗi bởi vì rằng là các bạn đã chuyển trang rồi Thì cái component này nó bị ăn mao đấy các bạn, nó không tồn tại trên màn hình nữa Nếu như rằng mình để lại các bạn này Khi các bạn để lại thì dĩ nhiên rằng là logic của chúng ta đúng thôi Tuy nhiên rằng là về cái phía xử lý của thằng React nó bị sai các bạn này, đây này nó có một cái warning đấy chính là cannot update common đây các bạn này thì do ấy các bạn nhìn nhá common của chúng ta nó đang nằm ở đây này nó đang muốn trả ra một cái gì đấy mà các bạn đã điều hướng nó sang cái trang gọi là trang login rồi thì khi nó sang trang login ấy, nó render một component khác thì cái component private round nó không còn tồn tại trên màn hình nữa đấy chính là lý do tại sao chúng ta lại có một cái warning như thế này thì để fix vấn đề này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải cho component của chúng ta render sau đấy thì các bạn mới điều hướng trang còn ở đây thì chúng ta đang gọi là chúng ta đang điều hướng trang rồi chúng ta mới cho render đấy chính là lý do tại sao nó cảnh báo chúng ta nha các bạn thì ở đây thì mình sẽ xem xem bọn này nó dùng kiểu gì nha các bạn này thì à, đối với bọn này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dùng cái hàm redirect thôi thì không biết rằng là nó dùng cái gì thì ở đây à nó có một cái một cái là nagi vết này thì không biết rằng là cái nagi vết này là cái con kiểu gì ta thì mình sẽ xem xem rằng là bọn nó viết kiểu gì nhỉ ờ uh, what the hell sao mà nó viết gọi là rất chi ngắn gọn như thế này nhỉ cái nagi vết nó import ở đâu nhỉ cái thằng thằng này nó không cho chúng ta gọi là nó không sâu cái phần nó import ấy các bạn thì làm sao chúng ta biết được rằng là nó uh, nó dùng kiểu gì ta thì uh, ở đây thì mình sẽ xem lại cái thằng bên này xem nào chúng ta có thằng này đây thì uh, ở đây thì uh, chúng ta có một cái để chính rằng là, là... Uh, redirect path uh, Nagivate à chúng ta có một cái component như thế này. Thì uh, không biết rằng là cái component này là nó lấy ở đâu à. Uh, rất là may nhưng các bạn đối với thằng react router nó có một cái function như thế này, chúng ta sẽ cho nó một cái true nha. Đấy rồi. Thì uh, bây giờ thì chúng ta sẽ import nó luôn nha các bạn thay vì cái hook của chúng ta thì uh, các bạn sẽ cho mình một cái để chính là là navigate nha các bạn cái gọi là cái component của nó. Các bạn sẽ xóa cho mình cái đoạn này. Đấy rồi. Thì uh, trong trường hợp mà các bạn gọi là không xác thực ấy các bạn sẽ return cho mình cái hook này thôi. Chúng ta sẽ return cái function này. Đồng thời thì các bạn sẽ cho mình to, chúng ta sẽ tới thằng login nha, xong. Thì rất là dễ, dễ, đấy rồi. Thì như vậy thì nó sẽ không có cái warning nữa, đồng thời thì các bạn vẫn redirect về cái trang login thôi mà. Bây giờ thì cái thằng này này, cái thằng này thì chính bằng cái gọi là các bạn dùng thằng React version dưới, version 5 ấy chúng ta có một cái thằng có tên là redirect. Thì chức năng của nó như vậy, tuy nhiên rằng là chúng ta dùng ở dưới dạng common nha. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại này, mình sẽ nhấn Ctrl S và chúng ta sẽ xem nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem này, đây. Mình sẽ clear đi và mình sẽ vào cái trang chủ của chúng ta xong. Thì mình sẽ vào thằng này. Trước tiên thì mình sẽ nhấn vào cái thằng user này, mình sẽ nhấn vào trang user đấy. Các bạn thấy rằng là chúng ta in ra được cái biến này các bạn này và chúng ta không hề có cái error nữa nha. Đó, rồi. Mình sẽ back lại này, mình sẽ back lại đấy. Thì khi mình đã back lại thì có một cái vấn đề để chính rằng là khi chúng ta back lại các bạn này thì khi chúng ta back lại thì tại sao mà nó lại là nó không cho chúng ta qua lại nhỉ? Mình sẽ enter một cái này. Thì chúng ta sẽ vào trang home của chúng ta xem nào vào trang home này thì nó sẽ đá về login. Tuy nhiên rằng là chúng ta vào à chúng ta back lại nó không cho chúng ta vào bởi vì rằng là các bạn vừa vào cái trang user đúng không nào? Các bạn nhìn nhanh cực kỳ này, đây này. Nó là cái chữ user ấy thì thằng thằng user nó sẽ đá về login. Thành ra rằng là các bạn không thể back lại bằng cách này được đâu. Các bạn sẽ cần phải xóa như thế này các bạn này. Hoặc rằng là các bạn có thể nhấn ở dưới này các bạn này. Các bạn có thể nhấn gọi là go to homepage đó, nó sẽ quay lại cho các bạn. Còn nếu mà các bạn nhấn vào nút back ấy thì nó sẽ không bao giờ các bạn quay trở lại được. Bởi vì rằng là cái trang trước đấy của chúng ta đây chính là cái trang user mà. Ok chưa nào? thì mình sẽ làm tương tự cho cái trang admin của chúng ta nha khi mà các bạn chưa đăng nhập ấy bây giờ thì mình sẽ xóa cái dòng check này đi đó các bạn thấy rằng là về logic của nó thì khá chỉ là đơn giản đúng không nào đây điều quan trọng này chính là là các bạn hiểu được cái prop chấm này là cái gì đúng không đấy mình sẽ quay tiếp sang bên cái thằng layout của chúng ta các bạn này các bạn sẽ làm tương tự nha mình sẽ copy thằng này đối với những cái comment nào mà các bạn muốn bảo vệ thì các bạn sẽ cho mình cái như thế này nha thì ở đây thì chúng ta có manage user này chúng ta có cái đường link của admin của chúng ta để chính là đường link gạch chéo như thế này thì ngay tại đây thì mình sẽ bảo vệ thằng cha nha các bạn thì đối với cái thằng cha của chúng ta thì chúng ta làm sao để chúng ta bảo vệ cho cả thằng này nhỉ không khéo rằng là mình nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần có mỗi thằng cha thôi không biết rằng là thằng con thì chúng ta có cần phải thêm cho nó không thì mình cũng không rõ nữa cơ thì ở đây thì mình sẽ paste cho thằng này, đấy rồi Mình sẽ protect cho thằng này, xong Chúng ta đã có cho thằng cha rồi các bạn này Thì à, bây giờ thì mình sẽ xem xem nào Chúng ta sẽ quay trở lại nhớ vào admin các bạn này À rất là may như các bạn, nó bảo vệ cho luôn thằng con, đấy rồi Mình sẽ vào cái đường link của chúng ta Nếu như rằng là các bạn vào trang chủ này Thằng user ok Chúng ta nhấn vào thằng admin này, đá về login Chúng ta sẽ là admin này, admin chúng ta sẽ là gạch chéo cái gì nhỉ Admin này, ví dụ là manage, uh, manage user các bạn này À như vậy rằng là nó bảo vệ cho mình thằng cha À nó bảo vệ cả các bạn ạ Bởi vì rằng là khi mà các bạn vào cái thằng này các bạn này Các bạn vào cái thằng manage user ấy, Thì nó sẽ cần phải qua thằng cha trước Tức rằng là nó sẽ render thằng cha Nó sẽ check từ trên xuống dưới thì ở đây thì thằng cha của chúng ta nó sẽ render trước các bạn này để nó lấy cái gì đối với thằng cha ấy, thằng cha thì nó cần lấy cái này các bạn này thằng con của chúng ta là chỉ có mỗi phần outlet thôi đúng không nào đây chính là lý do tại sao chúng ta chỉ cần bọc mình thằng cha thôi nha các bạn nha như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã dùng một cái private route để có thể bảo vệ được route của các bạn rồi này thì ở đây thì mình sẽ test một cái trường hợp cuối cùng đấy chính là là mình sẽ đăng nhập lại nha ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là user user account gmail gmail này Uh, gmail, gmail.com, một cậu của chúng ta là 123456 và mình sẽ nhấn login nha các bạn để xem xem rằng là bây giờ chúng ta có quay lại code được nữa không nào Thì uh, chúng ta đã chờ cho 4 giây cái phần này thì uh, nó login hay không, đây uh, Ở đây thì mình sẽ đóng cái thằng này, mình sẽ đóng never, mình sẽ nhấn các bạn này, đây Các bạn sẽ thấy rằng là sau khi mà các bạn login thì uh, mọi thứ nó ok rồi nha, đó mọi logic của chúng ta ok rồi Thì uh, hôm sau thì uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta log out cũng như rằng là chúng ta sẽ đi gọi là cũng như rằng là chúng ta sẽ đi tích hợp cái ngôn ngữ cho cái ứng dụng của chúng ta nha thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review các file thay đổi này thì ở đây thì mình sẽ xóa đi cái gọi là test 1 test 2 đi bởi vì rằng là chúng ta đâu có dùng cái thằng test 1 test 2 đâu chẳng qua rằng là mình đặt tên để mình minh họa cho các bạn thôi nha đấy rồi mình sẽ xóa đi những file này thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có file layout các bạn này ở đây thì có vẻ như rằng là mình xóa nhầm ở đâu đây nữa rồi chúng ta các bạn bên trong cái file layout các bạn xóa cho mình cái thằng test 1 đi nhấn ctrl s cho nó lưu các bạn này ở đây thì mình đã import cái common and private route, đồng thời thì đối với những cái route nào các bạn muốn bảo vệ thì các bạn sẽ bọc nó ra ngoài cho mình nhá. Thì mình đã bọc nó ra hai cái con đường của chúng ta như thế này. Thì đối với thằng test này các bạn sẽ xóa cho mình nhá, chúng ta không cần đâu. Thì chúng ta chỉ thêm cho cái thằng admin cũng như rằng là, là cái thằng user của chúng ta thôi. Tiếp theo nữa thì bên trong cái thằng write content các bạn này thì mình đã gọi là trong cái hàm handle click question này các bạn sẽ mua cái prop uh, prop.set index lên đầu hàm cho mình nhá. Hôm trước thì mình để ở cuối hàm thì nó bị sai. Ngoài ra thì mình đã có một cái hàm đấy chính là private round đây các bạn này Thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta tìm hiểu về prop.children Cũng như rằng là chúng ta đã gọi là đã viết một cái component rất là đơn giản dựa vào thằng Redux nha các bạn Để chúng ta có thể biết được rằng là người dùng đã đăng nhập chưa Nếu người dùng chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ đá người dùng về trang login Còn khi người dùng chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ cho người dùng đi tiếp nha thì trên đây chính là tất cả các file mình thay đổi trong video này trong quá trình thực hiện video này nếu như rằng các bạn có đi dù dùng vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ còi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo